Hôm nay ra vườn quay cho các bạn xem ha. Đây mùa bắp cuối nè. Năm nay mà mình trúng mùa bắp cho nên mình thu hoạch hoài, nhưng mà mình không có quay cho các bạn xem. Hôm nay giông gió bão cho nên nó gãy cây nè các bạn. Giờ mình phải ra thu hoạch nè. Cây nó bị gãy nè. Mưa bão gió nó gãy nó nghiêng sập xệ nè. Giờ mình nãy giờ mình hái mà mình không có quay cho các bạn xem đó. Đó mình thu bắp, bắp nếp của Việt Nam. Rồi bên kia mình hái tiếp. À, nó ngã nè, nhìn các bạn nhìn cái ngã nè. Ngã nghiêng, ngã nghiêng. Mà chưa gãy để luôn. Già thì mình lấy, còn mình thôi chưa ăn được thì mình để. Đó, đây thì mình cũng hái mấy đợt rồi nè. Nó gãy cái đọt nè. Giờ mình coi còn lại mấy trái kia ăn được thì mình hái luôn. Coi trái này ăn được không? Mình thấy nó mình thường thường là mình thấy cái gâu nó nâu á là mình coi. Mình giặt cái trong bên trong mình coi cho chắc ăn nữa nha. Để biết nó ăn được không. Đó mình hay giặt giặt vậy nè. Người ta nói nâu là ăn được rồi. Nhưng mình thì mình muốn giặt thêm cho chắc ăn. Mình thấy nó còn non các bạn. Còn non, trái này còn non. Mấy trái này cũng vậy còn non. Để chừa một vài ngày nữa nó mới già. Đó, ở đây nữa nè. Đây thì mấy cây này nó nhỏ xíu. Nó cũng cho ra trái mà. Cái này chắc được rồi nè các bạn. Đây. Bóp này được rồi nè. Mình vẽ trái này ra. Vẽ này là nó gãy luôn cái đọt ha. Vẽ này nó gãy luôn cái đọt. Mình cầm một tay vẽ nó gãy cái đọt luôn rồi. Rồi, gãy luôn rồi nè. Gãy đọt luôn rồi. Mình tính ra dọn vườn các bạn, tới cuối mùa rồi. Lạnh này. Buổi sáng là lạnh rồi mưa. Có khi nó đóng băng nữa. Trái bắp, bắp cũng to không vậy? Ở đây trồng bắp cũng to ghê luôn á. Dục đó, để nó hồng lắm. Rồi quay bên đây coi. Coi trái này. Trái này chắc còn non quá. Cứ dạch ra coi không à. Non thì mình để lại, già thì vừa ăn thì mình lấy xuống. Có khi mà mình mấy ngày mà mình không ra các bạn, cái để bắp nó bị già luôn, cứng. Cái này thấy còn hơi non, để vài ngày nữa. Này nữa nè. Mình làm biến thủ vắng mình để vậy luôn. Cái này cũng hái được rồi nè. Rồi gãy luôn rồi. Gãy đọt rồi. Hái một tay là gãy đọt luôn các bạn. Rồi, nhìn cái bông bắp giống như bông lúa rồi. Rồi để đây rồi mình lụm. Đó. Lụm. Rồi đằng kia mình hái nữa. Bắp còn nhiều lắm. Hình như nó ngã nè các bạn, gió bão nó ngã à. Uống không? Mấy trái non là bắt buộc phải hái. Rồi nó ngã. Hái ăn non hèo đâu ăn được đâu. Nè trái này còn non nữa nè. Nhưng mà bị ngã rồi bắt buộc phải hái. Đấy nó cũng đói đâu. Bị ngã chốc chốc ghẻ á. Đó. Đấy, để mình đập. Mấy bắp này nhìn thấy còn non rồi. Cây nãy ngã luôn rồi. Trời ơi. Ngã luôn rồi. Ôi, đi hái bắp non ăn rồi các bạn ơi. Ngã là phải hái bắp non ăn. Cũng ghê. Mà vậy cuối mùa nó cũng không có ấy đâu. Không có mau lớn đâu. Lạnh nha. Quy hạn chế. Lạnh. Trái non không? Trái này. Cái này cũng còn hơi non. Mà bẻ luôn đi. Nó ngã nè. Đó, ngắt cái là nó đứt đọt. Gãy đọt. Ngã hết rồi. Ngã đây. Cái này cũng ngã luôn à. Trái chưa già mấy nè.
Có mấy con gì nó bò vô đây nữa coi. Đó, nhìn thấy ghê không? Cái con này để nít nó bị chích cái đầu này. Cái này còn còn non. Ngon quá. Cái này coi. Ngã nghiêng à. Cái này hái được rồi. Đó, hái để qua một bên. Một chút mình lụm sao. Trái này còn non. Bên đây. Này mình hái rồi. Đây ngã. Ngã. Dạch ra coi bên trong. Một tay quay một tay tay coi bắp cũng khó rồi. Cái này còn non bự ghê mà còn non. Cái này còn non. Ngã bắp tùm lum hết. Trời ơi, đạp lên cây luôn. Cây này ngã nè, con trái. Mà bắt buộc phải hái. Đứt bọt luôn rồi. Hai trái. Non xèo. Gãy rồi phải thu và thợ cả mình. Mình có để đông đá hết mấy trái rồi. Để dành mùa đông mình ăn rồi. Mùa đông bên đây không có ăn. Mà bắp mua mắc quá. Bữa này coi, bữa hổm này có hình lần rồi, bữa nay nó già chưa? Nó bự hơn chưa ha? Này được rồi nè. Ở Việt Nam mình có bao giờ mình trồng trái bắp đâu. Qua đây rồi, cái không có mình trồng. Không có mình trồng để kiếm ăn. Bầu thì nãy mình mới thu hoạch một trái bầu gấm. Đây còn bí hồ lô nè các bạn. Giờ nó mới ra trái nữa nè. Trái nhỏ. Nó qua hàng nhà sớm luôn. Đây. Đây trái đó nè. Qua nhà sớm nó ở bả đó. Hai trái bên đó đó. Dưới có trái nằm đây nữa nè. Đó, nằm đây nó già là mình hái được rồi đó. Còn ở dưới đất nữa. Đây có trái bí thái mà mình để làm giống tới giờ. Các bạn thấy không? Đó, trái bí thái đó. Nằm phía dưới. Mình để mình lấy hạt. Lấy hạt để năm sau mình có trái bí để ăn, sức ăn bí này. Nói chung vườn vô mùa lạnh, mùa mưa cho nên nó eo tèo muốn tèo hết. Ớt thì chín à. Ớt chín à mà mình không ăn cho bạn mình không à. Ớt cay, cay lắm cay. Đây. Nãy mình hái anh che bầu mà mình không có quay cho các bạn xem ha. Bây giờ đây còn bầu đang ra nè. Mình thấy nó còn nhiều trái nhỏ cho nên mình tiếc mình không có dọn vườn á. Chứ người ta là ta dọn vườn rồi hết rồi. Đó, đây còn trái bầu dài này nữa. Đó, đằng kia còn bầu nữa. Mà giấu trong lá, núp trong lá. Mình không có quay được cho các bạn xem. Chung năm nay là mình có bầu bí bắp. Trời ơi, chữ B không. Đó, đằng kia thì có bầu hồ lô. Mà nó không có hồ lô thường mà có hồ lô ngổ. Đó, cái bầu hồ lô của nó là vậy đó các bạn. Cái này còn nhỏ rồi, trên mình chưa hết. Qua nhà hàng xóm nè. Qua nhà hàng xóm cái bầu hồ lô. Đó, còn trái nhỏ nhỏ nhóc trơn mình tiếc là mình không hái, mình không dọn vườn. Mình cho bầu qua bên đó kìa, bầu hồ lô, ô bầu gắn đó các bạn. Đó, thấy bạn thấy không, nó dài thọn. Giờ mình đi lột bắp cho tiêu nhà. Ở đây là cây su su mới lên, lên chởi nè các bạn. Của người ta có trái nhóc rồi, còn này nó mới lên. Là nó có nụ nè, nụ cái. Nụ cái cho ra trái su su rồi, đó ra nụ cái nè. Mà giờ chắc không kịp đâu, không kịp cho trái. Đó, nó ra lên, nó chậm quá. Nhìn trái bầu, nhìn trái bầu nó quắn luôn các bạn.
Đây, nhiều hơn các bạn. Quá trời luôn. Ra thu được bao nhiêu trái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 23 trái bắp. Đã thu hoạch 2, 3 trái bắp non và trái vừa ăn, trái non luôn. Nên các bạn, mình lột vỏ xong rồi. Lột xong hết rồi giờ mình đi hấp. Hấp xong mình rải lông đá. Đây cái trái bầu hồi nãy mình mới cắt nè, dài nè, bầu gắn nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ mình nấu rồi, ăn không hết thì mình để đông đá để dành mùa đông ăn ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Bye bye.